Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 5. Đây là sách chép dòng dõi của Adam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người, thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong Ngài đã dựng nên, đặt tên là người. Và Adam được 130 tuổi, sinh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Sết. Sau khi Adam sinh Sết rồi, còn sống được 800 năm, sinh con trai con gái. Vậy Adam hưởng thọ được 930 tuổi, rồi qua đời. Sết được 100 năm tuổi, sinh Enoch. Sau khi Sết sinh Enoch rồi, còn sống được 807 năm, sinh con trai con gái. Vậy Sết hưởng thọ được 912 tuổi, rồi qua đời. Enoch được 90 tuổi, sinh Kenan. Sau khi Enoch sinh Kenan rồi, còn sống được 815 năm, sinh con trai con gái. Vậy Enoch hưởng thọ được 900 năm tuổi, rồi qua đời. Kenan được 70 tuổi, sinh Mahalale. Sau khi Kenan sinh Mahalale rồi, còn sống được 840 năm, sinh con trai con gái. Vậy Kenan hưởng thọ được 910 tuổi, rồi qua đời. Mahalale được 65 tuổi, sanh Yered. Sau khi Mahalale sanh Yered, còn sống được 830 năm, sinh con trai con gái. Vậy Mahalale hưởng thọ được 895 tuổi, rồi qua đời. Yered được 162 tuổi, sinh Henoch. Sau khi Yered sinh Henoch rồi, còn sống được 800 năm, sinh con trai con gái. Vậy Yered hưởng thọ được 962 tuổi, rồi qua đời. Henoch được 65 tuổi, sinh Methuselah. Sau khi Henoch sinh Methuselah rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm, sinh con trai con gái. Vậy Henoch hưởng thọ được 365 tuổi. Henoch đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. Methuselah được 187 tuổi, sanh Lemet. Sau khi Methuselah sanh Lemet rồi, còn sống được 782 năm, sinh con trai con gái. Vậy Methuselah hưởng thọ được 969 tuổi, rồi qua đời. Lemet được 182 tuổi, sinh một trai, đặt tên là Noe, mà nói rằng: đứa này sẽ an ủy lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đức Giê-hô-va đã rủa sả. Sau khi Lemet sanh Noe rồi, còn sống được 595 năm, sinh con trai con gái. Vậy Lemet hưởng thọ được 777 tuổi, rồi qua đời. Còn Noe khi đến 500 tuổi, sinh Sem, Cham và Japhet. Chương 6. Và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sinh được con gái rồi, các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng: thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn. Trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi. Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sinh con cái. Ấy những người mạnh dạn ngày xưa, là tay anh hùng có danh. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Noe sinh ba con trai là Sem, Cham và Japhet.
thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cứ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng. Vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy hãy làm theo thế này: bề dài tàu 300 thước, bề ngang 50 thước, bề cao 30 thước. Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao 1 thước và chừa 1 cửa bên hông. Ngươi sẽ làm 1 tầng dưới, 1 tầng giữa và 1 tầng trên. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước luộc khắp trên mặt đất, đặng diệt tuyệt các xác thịt có sinh khí ở dưới trời. Hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi đều hãy vào tàu. Về các loài sinh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài 1 cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi, đặng giữ tròn sự sống. Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ 2 con sẽ đến cùng ngươi để ngươi giữ tròn sự sống cho. Lại, ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, đặng để dành làm lương thực cho ngươi và các loài đó. Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Chương 7. Đức Chúa Trời phán cùng Noe rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Trong các loài vật thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài 7 cặp, đực và cái. Còn loài vật không thanh sạch, mỗi loài 1 cặp, đực và cái. Cũng hãy đem theo những chim trời, mỗi thứ 7 cặp, trống và mái, để giữ giống ở trên khắp mặt đất. Vì còn 7 ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất. Trong 40 ngày và 40 đêm, ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết thảy các loài của ta đã dựng nên. Đoạn Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Và khi luộc xảy ra và nước tràn trên mặt đất, thì Noe đã được 600 tuổi. Vì có nước luộc nên Noe vào tàu cùng vợ, các con trai và các dâu mình. Loài vật thanh sạch và loài vật không thanh sạch, loài chim, loài côn trùng trên mặt đất, từng cặp, đực và cái, trống và mái, đều đến cùng Noe mà vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn người. Sau 7 ngày, nước luộc xảy có trên mặt đất. Nhằm năm 600 của đời Noe, tháng 2, ngày 17, chính ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống. Mưa sa trên mặt đất trọn 40 ngày và 40 đêm. Lại cũng trong một ngày đó, Noe với vợ, 3 con trai, Sem, Cham và Japhet, cùng 3 dâu mình đồng vào tàu. Họ và các loài, thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng trên mặt đất tùy theo loại, chim tùy theo loại và hết thảy vật nào có cánh đều từng cặp theo Noe vào tàu. Nghĩa là mọi xác thịt nào có sinh khí, 1 đực, 1 cái, 1 trống, 1 mái đều đến vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Đoạn Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. Nước luộc phủ mặt đất 40 ngày. Nước dâng thêm nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất. Trên mặt đất nước lớn và dâng thêm nhiều lắm, chiếc tàu nổi trên mặt nước. Nước càng dâng lên bội phần trên mặt đất, hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Nước dâng lên 15 thước cao hơn, mấy ngọn núi đều ngập. Các xác thịt hành động trên mặt đất đều chết ngột, nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, nào côn trùng và mọi người. Các vật có sinh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất liền đều chết hết. Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng cùng loài chim trời. Chỉ còn Noe và các loài ở với người trong tàu mà thôi. Nước dâng lên trên mặt đất trọn 150 ngày. Chương 20. Rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào. Phàm ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan. Sự oai khiếp của vua giống như sư tử gầm hét, ai chọc giận người ắt phạm đến mạng sống mình.
người nào giữ mình khỏi tranh cạnh, ấy là sự tôn vinh của người. Chỉ kẻ điên cuồng sa vào đó mà thôi. Vì có mùa đông, kẻ biếng nhác chẳng cày ruộng. Qua mùa gặt, nó sẽ xin ăn, nhưng chẳng được gì hết. Mưu kế trong lòng người ta như nước sâu, người thông sáng sẽ múc lấy tại đó. Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình, nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành? Người công bình ăn ở cách thanh liêm, những con cháu người lấy làm có phước thay. Vua ngồi trên ngôi xét đoán, lấy mặt mình đánh tan các điều ác. Ai có thể nói, ta đã luyện sạch lòng mình, ta đã trong sạch tội ta rồi? Hai thứ trái cân và hai thứ lường, cả hai đều gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch, hoặc chính đáng, cũng đều do bản tánh nó ra. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai. Chớ ưa ngủ, e cho người trở nên nghèo khổ chăng? Hãy mở mắt ra thì sẽ được no nê bánh. Kẻ mua nói rằng, không tốt, không tốt, đoạn đi và tự khoe khoang mình. Có vàng và nhiều châu ngọc, song miệng có tri thức là bửu vật quý giá. Hãy cầm lấy áo hắn vì hắn có bảo lãnh cho người khác. Hãy buộc họ một của cầm bởi họ đáp thế cho người đàn bà lạ. Bánh nhờ dối gạt mà được, lấy làm ngon ngọt cho người, nhưng kế sau miệng người đầy sạn. Nhờ bàn luận các mưu kế được định vững vàng, hãy đánh giặc cách khôn khéo. Kẻ nào đi theo lẽo, bày tỏ điều kín đáo, vậy chớ giao thông với kẻ hay hở môi quá. Ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ mình sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt. Sản nghiệp mình được vội vã lúc ban đầu và cuối cùng sẽ chẳng đặng phước. Chớ nói ta sẽ trả ác, hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con. Trái cân hai thứ lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, và cây cân giả nào phải vật tốt lành. Các bước của loài người do nơi Đức Giê-hô-va nhất định, vậy loài người hiểu đường lối mình sao được. Nói cách hấp tấp rằng vật này là vật thánh, và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta. Vua khôn ngoan làm tan kẻ ác và khiến bánh xe lăn cán chúng nó. Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, dò thấu các nơi ẩn bí của lòng. Sự nhân từ và chân thật bảo hộ vua, người lấy lòng nhân từ mà nâng đỡ ngôi nước mình. Sức lực của gã trai trẻ là vinh hiển của người, còn tóc bạc là sự tôn trọng của ông già. Những thương tích và dấu vết làm cho sạch điều ác, và roi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng. Chương 35. Elihu lại nói rằng, ông đã nói rằng, tôi vốn công bình hơn Đức Chúa Trời. Lại nói, tôi sẽ đặng lời gì, nhược bằng chẳng phạm tội, tôi há sẽ được ít hơn chăng? Chớ thì ông tưởng lời ấy có lý sao? Tôi sẽ đáp lại ông và các bạn hữu của ông nữa. Hãy ngước mắt lên xem các tầng trời, hãy coi áng mây, nó cao hơn ông. Nếu ông đã phạm tội, có hại chi cho Đức Chúa Trời chăng? Nếu các sự vi phạm ông thêm nhiều, có can gì với Ngài? Nếu ông công bình, ông sẽ ban gì cho Ngài? Ngài sẽ lãnh điều gì bởi tay của ông? Sự gian ác của ông có thể hại một người đồng loại ông, và sự công bình ông có thể làm ích cho một con cái loài người. Tại vì nhiều sự hà hiếp nên người ta kêu oan, bởi tay kẻ có cường quyền áp chế nên họ kêu cứu. Nhưng không ai hỏi rằng, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm, dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên đất,
và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các chim trời. Người ta kêu la, song Ngài không đáp lời, vì có sự kiêu ngạo của kẻ gian ác. Quả thật, lời cầu nguyện hư giả, Đức Chúa Trời chẳng dũ nghe, Đấng toàn năng chẳng thèm đói đến. Huống chi khi ông nói rằng không thấy Ngài, sự cáo tụng đã đem đến trước mặt Ngài, và ông đợi Ngài xét đoán. Bây giờ, vì cơn thạnh nộ Ngài chưa giáng phạt, và vì Ngài không kể đến sự kiêu hãnh cho lắm, nên Gióp mở miệng ra luận điều hư không và nói thêm nhiều lời vô tri. Chương 36. Elihu nói tiếp rằng: Xin hãy nhịn tôi một chút, tôi sẽ chỉ cho ông, vì tôi còn những lời binh vực Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đem đến từ xa điều tôi hiểu biết và xưng tỏ sự công bình của Đấng tạo hóa tôi. Quả hẳn các lời luận tôi chẳng phải giả dối. Đấng vốn trọn vẹn về tri thức đang ở cùng ông. Kìa, Đức Chúa Trời có quyền năng, không khinh bỉ ai. Trí huệ Ngài rất rộng lớn. Ngài chẳng bảo tồn mạng sống của kẻ gian ác, nhưng xử đoán công bình cho kẻ khổ nạn. Ngài chẳng xây mạc khỏi người công bình, song Ngài khiến họ đồng ngồi cùng các vua trên ngôi mãi mãi, và họ được cao trọng. Nếu họ phải mang xiềng xích và bị dây gian truân vấn vương, thì Ngài chỉ tỏ cho họ công việc mình đã làm, các tội lỗi và tánh hạnh kiêu ngạo của họ. Ngài cũng mở lỗ tai của chúng cho nghe lời sửa dạy, khuyên họ trở lại bỏ điều gian ác. Nếu chúng vâng nghe và phục sự Ngài, thì các ngày chúng sẽ được may mắn và những năm chúng được sự vui sướng. Nhưng nếu họ không khứng nghe theo, ắt sẽ bị gươm giết mất và chết không hiểu biết gì. Lòng giả hình tích chứa sự thạnh nộ. Khi Đức Chúa Trời bắt xiềng chúng, chúng chẳng kêu cứu. Chúng chết đang buổi thanh xuân, đời chúng bị hư mất trong bọn gian dâm. Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn mà cứu kẻ bị hoạn nạn, và nhờ sự hà hiếp mà mở lỗ tai của người. Ngài cũng chắc đã muốn dụ ông khỏi hoạn nạn, đặt ông nơi khoảng khoát, chẳng còn sự cực lòng. Còn các món ăn dọn nơi bàn ông tất đều được đầy mỡ béo. Nhưng ông đầy dẫy sự nghị luận của kẻ ác, sự xét đoán và sự hình phạt chắc sẽ hãm bắt ông. Chớ để cơn giận dục ông chống cự cùng sự sửa phạt. Đừng lầm lạc vì cớ giá bồi thường lớn quá. Chớ thì sự giàu có ông và các thế lực của ông có thể cứu ông khỏi sự hoạn nạn sao? Chớ ước ao đêm tối là lúc dân tộc bị cất đi khỏi chỗ mình. Khá giữ lấy mình, chớ say về tội ác, vì ấy là điều ông ưa chọn hơn sự hoạn nạn. Kìa, Đức Chúa Trời dùng quyền năng mà làm việc cách cao cả. Có giáo sư nào giống như Ngài chăng? Ai có chỉ dạy cho Ngài biết con đường của Ngài, và ai nói rằng Chúa có làm quấy? Hãy nhớ ngợi khen các công việc Chúa mà loài người thường có ca tụng. Mọi người đều đã ngoạn xem công việc ấy, và loài người từ xa nhìn thấy nó. Phải, Đức Chúa Trời là cực đại, chúng ta không biết được Ngài. Số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được, vì Ngài thâu hấp các giọt nước, rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa. Đám mây đổ mưa ấy ra, nó từ giọt sa xuống rất nhiều trên loài người. Ai có thể hiểu được cách mây giăng ra và tiếng lôi đình của nhà trại Ngài? Kìa, Chúa bủa ánh sáng ra chung quanh Ngài và che lấp đáy biển. Vì nhờ những điều ấy, Ngài xét đoán các dân tộc. Ngài ban cho lương thực nhiều. Ngài giấu sấm sét trong tay Ngài và truyền nó phải đánh nơi nào. Tiếng sấm sét báo cáo việc Ngài, và chính súc vật cũng đoán điềm giông mưa gần đến. Chương 37. Phải, trái tim tôi run sợ vì sự đó, nó nhảy động dời khỏi chỗ nó. Khá nghe giọng vang dày của tiếng Ngài và tiếng ầm ầm ra khỏi miệng Ngài. Ngài khiến nó dội dưới các tầng trời, và chớp nhoáng Ngài chiếu đến cùng trái đất. Kế liền có tiếng ầm ầm, Ngài phát tiếng oai nghi và sấm rền ra.
và khi nổi tiếng Ngài lên thì không cầm giữ chớp nhoáng lại. Đức Chúa Trời phát tiếng và sấm rền ra lạ kỳ. Ngài làm những công việc lớn lao mà chúng ta hiểu không nổi. Vì Ngài phán với tuyết rằng hãy sa xuống đất, và cũng phán vậy cho trận mưa mây và mưa lớn. Ngài niêm phong tay của mọi người, để mọi người Ngài đã dựng nên biết được công việc của Ngài. Khi ấy, các thú vật rừng rút trong hang nó và ở trong hầm của chúng nó. Từ các lầu cát phương Nam, bão tuôn đến, và gió Bắc dẫn lạnh lẽo đến. Nước đá thành ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời. Bề rộng của nước đông đặc lại. Ngài chứa nước trong mây và dăng ra các mây chớp nhoáng của Ngài. Nhờ Ngài dẫn dắt, nó bay vận khắp tứ phương, đặng làm xong công việc mà Ngài phán biểu nó làm trên khắp trái đất. Ngài sai mây hoặc để giáng họa, hoặc để tưới đất, hoặc để làm ơn cho loài người. Hỡi Gióp, hãy nghe lời này, khá đứng yên suy nghĩ về các việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Ông có biết cách nào Đức Chúa Trời sắp đặt các việc ấy chăng? Cách nào Ngài chiếu lòa chớp nhoáng của mây Ngài chăng? Ông có biết mây cân bình sao chăng? Có hiểu công việc diệu kỳ của đấng có trí huệ trọn vẹn sao chăng? Có biết cớ sao quần áo ông nóng khi Ngài lấy gió nam mà làm cho trái đất được an tịnh? Ông có thể trải bầu trời ra với Đức Chúa Trời chăng? Nó vốn vững chắc như một tấm kính đúc. Hãy dạy cho chúng tôi biết điều chúng tôi phải thưa cùng Ngài, vì tại sự dốt nát, chúng tôi chẳng biết bày lời gì với Ngài. Người ta há sẽ thuật với Đức Chúa Trời rằng, tôi muốn thưa với Ngài sao? Nếu ai nói với Ngài, quả hẳn sẽ bị nuốt đi. Bây giờ, người ta không thấy sự sáng chói lòa, nó đã ẩn trong mây. Nhưng gió thổi qua, xô mây đi và trời trong trẻo lại. Ráng vàng từ phương Bắc đến, nơi Đức Chúa Trời có oai nghiêm đáng sợ thay. Luận về đấng toàn năng, ta không tìm thấy đến Ngài được. Ngài vốn rất quyền năng, rất chính trực và công bình cực điểm, không hề hà hiếp ai. Bởi cớ ấy nên loài người kính sợ Ngài. Ngài không đoái đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.